Chào các bạn đã đến với kênh Kiến thức Game. Trong video ngày hôm nay hãy cùng mình đi tìm hiểu về một con tàu, mà con tàu đó chỉ có trong tưởng tượng của người Trung Quốc mà thôi. Đó là con tàu Type 100 trong game Modern Warship hiện có giá bán là 18.000 vàng. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video. Có một số bạn hỏi mình là con tàu ngầm Type 100 này có ngoài đời thực hay không? Thì mình xin trả lời là không. Đây chỉ là con tàu hư cấu do nhà sản xuất game Trung Quốc lấy ý tưởng từ những hình ảnh Photoshop trên các mạng xã hội của Trung Quốc mà thôi. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng xem nhanh qua phần thông số và trang bị của con tàu ngầm này. Và đây là chỉ số của con tàu ngầm Type 100. Sau khi đã full nâng cấp, độ bền chúng ta sẽ có 418.600. Đây là con tàu ngầm có độ bền cao nhất trong game Modern Warship. Và tốc độ sẽ là 12.1 knot, tính cơ động là 6.5. Và phạm vi hoạt động của radar là 20 km, phạm vi hoạt động sonar 1.60 km. Và cuối cùng là dung tích O2 của con tàu ngầm này chỉ có 117. Đây là chỉ số O2 cũng không được cao cho lắm. Với chỉ số 117 thì thời gian lặn ở dưới nước của các bạn rơi vào khoảng 2 phút. Và đây là các chỉ số của con tàu Type 100 sau khi đã nâng cấp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trang bị vũ khí. Về phần trang bị tên lửa thì con tàu ngầm này được trang bị 5 tên lửa và một ống phóng ngư lôi. Trong số 5 tên lửa thì một tên lửa bị khóa mặc định của tàu, vì vậy chúng ta chỉ có thể thay đổi được 4 tên lửa mà thôi. Về phần trang bị tên lửa thì nên sử dụng tên lửa nào? Hai tên lửa mình hay sử dụng nhiều nhất đó là DF-17 và tên lửa Bolava. Hai tên lửa này sẽ có điểm mạnh và yếu khác nhau. Ví dụ các bạn sử dụng tên lửa Bolava thì các bạn có thể bắn được dưới nước mà không cần phải ngôi lên. Khuyết điểm của tên lửa này là thời gian hồi rất lâu, khoảng 21 giây. Còn tên lửa DF-17 các bạn sẽ không bắn được dưới nước, bù lại tên lửa này có thời gian hồi nhanh chỉ khoảng 11 giây. Còn riêng mình sẽ sử dụng tên lửa Bolava, còn một tên lửa khóa DF-17 mình sẽ sử dụng để làm mồi bẫy tên lửa của tàu đối phương. Như vậy mình đã chia sẻ đến cho các bạn cách trang bị tên lửa cho con tàu ngầm Type 100. Bây giờ mình sẽ vào trận đấu để test hai loại tên lửa này. Mời các bạn cùng theo dõi video.
Thank you.